Vâng, xin chào anh chị. Hôm nay là mùng 8 cuối tuần rồi thì em cũng xin chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc bên gia đình mình nha. Và cũng là năm mới, đang sang năm mới rồi thì em cũng chúc anh chị có nhiều thành công và nhiều gặt hái lớn hơn nữa trong năm mới này nha anh chị. Hôm nay thì em cũng xin phép cập nhật lại tất cả các dòng xe hợp cửa hàng toàn Trung Gia Lai nha. Và tụi em sẽ di chuyển vào lại Sài Gòn nha anh chị. Đầu tiên thì con Ford Everest này thì em cũng đi vào xong Sài Gòn này, thì anh chị nào ở gần Sài Gòn thì có thể trực tiếp xem bên em nha. Chị có thể ghé 793 quốc lộ 13 để xem xe này nha. Và hoặc là anh chị nào ở Gia Lai thì ghé giùm em là 276 Nguyễn Tất Thành Bờ Gia Lai để tham quan cửa hàng của bên em nha anh chị. Đó, nay thì em xin cập nhật lại tất cả các dòng xe hiện có nha. Đầu tiên thì em xin giới thiệu với anh chị một chiếc xe là Kia Carnival bản Signature, bản full nhất nha anh chị. Trong này thì hiện tại em đang bán với giá là 1 tỷ 420 triệu, giá đã giảm rồi nha anh chị. Chương trình khai xuân thì tất cả dòng xe đều em đều có giá giảm hết, thì em chỉ báo giá giảm luôn nha. Đó, xe thì còn bao bì bóng này, còn rất là mới nha, rất là mới, rất là clean này anh chị ạ. Đó, lót sàn BD đầy đủ hết rồi nha anh chị. Đó, bể bước đầy đủ. Đó, mấy cái bình ni lông này cũng chưa có dấu tích mở nha. Đó, xe thôi thì cứ có cửa sổ chơi, hai cửa sổ chơi là bạn khu nhất rồi nha. Rất là mới. Xe này đi mua có 21.815 cây thôi nha anh chị. Đó, chị quan tâm đến sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em nha. 0928325679 hoặc 0777262609 nha anh chị. Đó, không lại thoải mái. Kia Carnival 2022 21.000 cây nha anh chị. Đang rất là rẻ luôn nha anh chị, 1 tỷ 420 triệu thôi nha. Góc là góc Đồng Nai này anh chị ạ. Bạn xin này cho cái phát nhất. Tiếp theo là con Hyundai Santa Fe bản số tự động 2 cầu. Con này máy xăng nha anh chị, bản full máy xăng á. Full máy xăng 2 cầu. Full máy xăng 2 cầu nha anh chị. À, con này thì lịch sử hãng là full luôn nha anh chị. Anh chị không phải cứ yên tâm. Con này thì đi mới có 133.000 cây à. Đó, chủ cũng rất là kỹ nè. Lên màn hình nè, camera hành trình nè. Con này chưa có camera hành trình. Chưa. Con mới có lên màn hình thôi nha anh chị. Màn hình dê yeah. Rồi phần của phanh tay điện tử đầy đủ hết nè. Cửa sổ chơi toàn phần. Con này là 2017 bản full máy xăng. Đi 133.000 cây. Con này em giảm còn có 699 triệu thôi nha anh chị. 699 triệu số tự động 2 cầu. Đó, cũng lên cho mình mấy hình phía sau này nữa. Rất là kỹ. Hyundai Santa Fe bản full máy xăng nha. Chị có yêu thích dòng xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em luôn nha anh chị. Xe này thì cũng lên cho mình được cái đèn bi rồi nè. Liên hệ trực tiếp với em. Tiếp theo là con Fortuner 2016 gốc Sài Gòn nha chị. 2016 gốc Sài Gòn, xe rất là đẹp. Đó, mâm là mâm đen nè chị. 2015 thì cuối 2015 mới mâm đen, nhưng cứ đầu 26 là cứ 26 là mâm đen hết á. Còn đầu 2015 thì lại là mâm bạc. Ghế đồ là nỉ đồ nó là mới cứng két này. Ghế vô lăng này anh chị. Xe này đi mới có 8 bạn à. Vô lăng con số này mới tin à. Con này hiện tại anh em bán với giá là 690 triệu nha anh chị. Giảm chị 10 triệu là còn 680 nha. Xe này anh em bán 680, 2016. Số sàn Fortuner. Số sàn máy dầu. Máy 2.5 nha anh chị. Đời này thì máy 2.5. Máy 2.5 Fortuner 2016. Cái đây là con Kia Rondo anh chị ạ. Con Kia Rondo 2016 số tự động máy xăng nha anh chị. Số tự động máy xăng bản 2.0. Xe này thì đi được 79.000 cây rồi nha anh chị. Nhưng mà chắc xe vẫn còn rất là mới nè. Mấy cái phím nút bấm đồ này, vô lăng đồ này. Đó, còn rất là mới nha. Mấy cái bấm này anh chị. Không có dấu hiệu mờ file. Xe này em đang bán với giá là 425 triệu nha anh chị. 425 triệu. Kia Rondo 2016 số tự động. Máy xăng. Chị yêu thích dòng xe hạng E VinFast.
VinFast Lux A bản bay này thì ủng hộ em luôn nha. Con này thì đợt 2022 đi mới có 1.000 cây thôi nha anh chị, gốc là gốc Đồng Nai này. Con này hiện tại em giảm còn 705 triệu nha chị. Rộng rãi thoải mái. Rộng rãi thoải mái. 705 triệu. VinFast Lux A nha chị. VinFast Lux A 2022 1.000 cây. Hoặc anh chị yêu thích dòng xe phân khúc hạng B mà thể thao tiết kiệm xăng thì anh chị có thể lựa chọn dòng xe Honda City bản RS này nha anh chị. Honda City RS đó, rất là mới, rất là kem màu đỏ nữa, rất là hợp phong thủy nha anh chị ạ. Ghế nỉ, da nỉ nha, bản RS là da nỉ nè anh chị ạ. Xe này thì đi 2 vạn rồi nha anh chị. Xe này em đang bán với giá là 535 triệu 2021. Cực kỳ loại xăng luôn anh chị. Đây là thông số này. Cực kỳ loại xăng luôn. Cho là 5 lít 6, 5 lít 7, 100 cây nha anh chị. Với đường hỗn hợp. Còn hai lớp này thì em bán rồi nha. Hai lớp này em bán cho anh trai ở Sài Gòn rồi anh chị. Giờ em chạy vô Sài Gòn để em giao xe luôn ạ. Tiếp theo là con Vios. Vios 2021 bản G nha anh chị. Con này bản G này, màu bạc nè. Bản G màu bạc, máy nó 1.5. Bản G là bản đủ rồi nha anh chị ạ. Ghế da đề startup rồi. Đó, cruise control nè, đầy đủ hết. Ga tự động, chủ cũng lên cho mình màn hình rồi nè, camera hành trình nghe đầy đủ hết rồi. Đó. Rất là mới nha anh chị ạ. Xe này thì đi được 10.000 cây. Em mang có giá là 515 triệu nha anh chị. 515 triệu. Bạn gơ. Còn anh chị tiết kiệm hơn chút thì anh chị có thể lựa chọn bản E CVT này nha anh chị. Bản E con này cũng là bản E mà số tự động. Đời 2022. Xe đi mới có 7.000 cây à. Bản E nha chị, nhưng mà số tự động. Đó thì nó thiếu, nó không có đề start top, nó không có cruise control. Ghế thì vẫn là cái da này. Con này bán 490 nha anh chị. 490 triệu, 7.000 cây, 2022 luôn. Vios E. Hiện tại là tại tầng trung 9 thì mùng 10 là tụi em hoạt động lại rồi nha anh chị. Có gì anh chị ghé tham quan cửa hàng luôn nha. Tiếp theo là con VinFast Fadil này nha anh chị. Là Fadil này vẫn còn nè. Ở trong Sài Gòn này vẫn còn con màu bạc nữa nha. Con này là 2021 bản Plus. Không, 21 bản Plus. Đi mới có 18.000 cây thôi. Em giảm con 375 triệu nha. 375 triệu. Đó, VinFast Fadil. VinFast Fadil bản Plus 2021 máy 1.4 nha. Đó, biển số 37965. 375 triệu nha anh chị. Đó, anh chị yêu thích bản CVT top này á thì ủng hộ em luôn nha. Này 2017 form mới. Form 2018. 2017 nhưng mà form 2018 nha anh chị, cũng lên màn hình rồi nè. OLED này, camera hành trình mới thêm VietMap rồi nè. Đó, đầy đủ hết. Điều hòa auto, hệ thống đèn LED nha. 2017 em giảm còn 455 triệu. Xe đi 7 vạn nha anh chị. 7 vạn mà còn rất là chất. Một chủ. Con này một chủ nha anh chị. Một chủ từ đầu. Xe góc một chủ. Anh chị yêu thích cái dòng xe gầm cao SUV này thì anh chị ở Bình Định này có thể dùng lại biển số rất đẹp nha. 21234 góc Bình Định. Chủ cũng lên cho mình cặp đèn bi rồi nè. Xe chạy rất là sướng nha anh chị. Con này là 1.6 turbo. Con này là 1.6 turbo 2021. Đi mua 2.000 cây à. Em giảm còn 669 triệu. 669 triệu. Rất là mới nha. Đó, đều có cửa sổ chơi đầy đủ nha. Chỉ có 1.6 turbo mà có cửa sổ chơi. Em còn hai con Jinger nữa nha anh chị. Hai con Jinger nữa nè. Em đều ra biển số rồi đăng kiểm lại đầy đủ hết. 2018 195 triệu nha anh chị. Chị quan tâm thì hỏi em. Xe này thì ưu tiên anh chị tới xem xe trực tiếp nha. Anh chị xe này thì em không có bán đi xe được. Cứ xem xe trực tiếp được là anh chị cứ tới chạy thử coi xe ok xong xuôi hết là anh chị chốt thôi.
đó. Thì anh chị quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp tới em là 0928 35679 hoặc 0777 26 2609 nhé. Còn chị có xin nào bán thì liên hệ trực tiếp tới em 0979 35679 nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Chúc anh chị một năm mới thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng nhé.